Như quý vị và các bạn cũng biết, cam cara ruột đỏ là giống cam có nhiều giá trị dinh dưỡng, chất lượng ổn định và có giá bán tốt, nên nông dân tại Lâm Đồng cũng từng có thời điểm trồng loại cam này rất phổ biến. Đây là loại cây ngoại nhập bắt nguồn từ Venezuela. Trước khi có mặt tại Việt Nam thì giống cam này đã được nhập qua Mỹ và sau đó đến Úc. Trải qua quá trình chọn lựa và lai tạo, Lâm Đồng cũng vừa ban hành quy chế tạm thời về tiêu chuẩn cơ sở vườn cây đầu dòng cam Cara, cara trên địa bàn. Mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã ban hành quyết định 321 ngày 7 tháng 7 năm 2023 ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn cơ sở vườn cây đầu dòng cam Caracara -cara trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, vườn cây đầu dòng cam Caracara -cara là vườn cây được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng của tổ chức cá nhân thiết lập được thẩm định và công nhận. Có thông tin chi tiết rõ ràng về nguồn gốc, được nhân từ giống cam Caracara, -cara, được phép sản xuất, buôn bán và thông qua thực tiễn sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Cụ thể tiêu chuẩn vườn cây đầu dòng được quy định rõ về diện tích 300 m vuông trở lên, khoảng cách cây cách cây là 3 m, hàng cách hàng 3 m. Tuổi cây 36 tháng trở lên, độ đồng đều và ổn định của cá thể trong vườn trên 90%, độ dốc của vườn cây phải ít hơn 10 độ, tầng đất canh tác dày trên 50 cm, chủ động được nguồn nước tưới cho cây, không có dấu hiệu nhiễm sâu bệnh hại, có hệ thống thoát nước, vị trí vườn có giao thông thuận lợi cho xe cơ giới.